chip chip. Dạ mày ơi, hôm nay thằng này nó hai con chip chip nó về như này ở đâu mày ơi. Đi ăn nè, đi ăn nè. Đi ăn nè, chip 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 chip. Bây giờ cũng chiều quá mọi người. Mày cho người nó ăn. Cái con gà này là nó nở trước rồi mọi người. Mình sẽ bắt nó vô này nhốt để cho con mẹ cho nó. Rồi nó đút cái đầu vô đó. Nó biết làm sao thì nó ăn. Nó chạy tới một bài luôn. Chip 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 chip. Trời ơi. Nó nhập bài luôn nè mọi người. Chiếc chiếc này nó nhập bài luôn rồi. Cái mặt nó bật ghê lắm. Nó làm đổ hết đồ luôn rồi mọi người. Cho nó ăn nhiều luôn nha. Con gà trong chuồng làm gì nó la nó trời. Chóng lên nè. Cái chip không ăn đi dí người ta vòng vòng với chip. Nó không ăn mà nó dí người ta vòng vòng mọi người. Không ăn mà nó cứ dí người ta vòng vòng đó. Cuộc sống này vùng quê này nó thú vị quá mọi người ha. Mọi người cùng mình đi xem con gà mái không biết làm gì mà nó la quá trời luôn mọi người. Nó trốn ngoài này nó la theo luôn. Con gà mái nó la luôn mọi người. Nó la ghê vậy không? Đang ấp mọi người. Mọi người con mẹ của con phải mình nhốt mà. Vật xe máy nó cũng đang ấp dưới này. Lúc này chắc có con nào giành ổ đó mọi người. Đúng rồi. Con này nó giành ổ của con kia. Con kia nó đang ấp, nó đang nằm kia nó ấp đó mọi người. Giờ nó giành ổ. Tối thui rồi mưa mưa. May nó lên đang thui. Nè, thật cho mình nó ăn no rồi, giờ nó đi uống nước nè. Cái đẹp là dễ thương vậy. Nó chip chip kìa. Chip chip. Chip về để vui không con? Về đây là ngày thứ hai vậy, chip chip. Chip ơi. Chip. nhông nhông cả ngày mọi người. Chạy thôi mà mệt. Chip. Kêu nó lắc đầu. Bây giờ mình thả cái con chó vô đây là nó dí con chó vòng vòng luôn mọi người. Ăn no quá đã rồi ha. No rồi nằm trên này luôn. Video đến đây kết thúc nha. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo của mình nha.